Shop ơi, em đặt một cặp nhím kiểng và đồ ăn cho nó. Shop tư vấn và giao cho em nha. Ok, ở shop mình đang có vài cặp nhím kiểng rất là mập mạp dễ thương. Để mình chọn cho bạn một cặp thật là đẹp luôn ha. Ôi là trời, cái con này nó đang tìm cách vượt ngục đi chơi nè các bạn. Xuống xuống con ơi, đi ra ngoài không có gì ăn đâu nha. Cái con này nó bé nhất chuồng mà nó quậy đi ghê thì chứ. Người ta ngủ hết trơn, có mình nó lôi nhau tìm cách vượt ngục đi chơi. Giới thiệu với mọi người, đây là bé nhím cái mà mình sẽ lựa cho bạn khách nè. Bé này có màu sô cô la nha các bạn. Bé nhím kiểng này khi trưởng thành thì sẽ có kích thước gấp rưỡi hoặc là gấp đôi hiện tại. Nhím kiểng thì không bắn gai nên các bạn có thể yên tâm nuôi các bé ha. Với tính tình của nhím kiểng thì nó cũng hiền lắm. Mình nuôi các bé nhím kiểng cũng lâu rồi mà đó giờ mình chưa từng bị nó cắn lần nào hết á. Còn đây là bé nhím đực nha các bạn. Bé này là màu muối tiêu. Màu này được rất là nhiều bạn yêu thích nè. Bé đực thì tính tình nó hơi nhát hơn bé cái một chút nên bạn nào mà có lựa chọn là tính nuôi thử một bé thì mình khuyên là các bạn nên nuôi thử bé cái trước. Tiếp theo mình sẽ lựa các vật dụng cơ bản cho bé. Đầu tiên là gói thức ăn hạt. Ngoài ra thì nhím cũng có thể ăn các loại côn trùng rang như là sâu hay dế ha. Còn đây là giấy lót chuồng không bụi thử mùi cho thú cưng. Vật dụng cuối cùng là một cái bình uống nước có vòi bằng inox. Và đây là toàn bộ đơn đặt hàng của bạn khách. Tổng thiệt hại cho combo này là